Trước khi kết hôn với Lê Phương, chồng trẻ đã sở hữu khối gia tài khủng như thế này. Kém người bạn đời tới 7 tuổi, nhưng khối gia tài chồng Lê Phương đang sở hữu khiến bất cứ ai cũng phải ao ước. Làng giải trí Việt vừa có thêm một cặp đôi trai tài gái sắc chính thức về chung một nhà là Lê Phương và Phạm Trung Kiên. Sau hôn lễ ấm cúng vừa diễn ra tại Trà Vinh vào ngày hôm qua, vợ chồng người đẹp Kim Phúc tương tư trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc đến Lê Phương vì sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, cô đã tìm thấy được bến đỗ bình yên. Bên cạnh đó, chú rể Phạm Trung Kiên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi bản thành tích đáng tự hào. Sau nhiều đổ vỡ tình cảm, Lê Phương lên xe hoa với tình trẻ Phạm Trung Kiên. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức long trọng tại quê nhà cô dâu. Nhiều bạn bè trong giới giải trí đến chúc mừng người đẹp. Sau một năm công khai hẹn hò, Lê Phương đã trở thành cô dâu của Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992 tại Bình Thuận, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Bố Trung Kiên mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, còn mẹ anh làm thợ may. Sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, ngay từ khi còn đi học, Trung Kiên đã tích cực tham gia các phong trào văn thể Mỹ và giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi hát. Ít người biết, trước khi kết hôn với bạn gái hơn 7 tuổi, anh chàng đã sở hữu một gia tài nghệ thuật cực khủng. Trung Kiên được đánh giá là một giọng ca tài năng thuộc biên chế quân đội. Khi còn là sinh viên, Trung Kiên còn từng hoạt động tình nguyện và đoàn thể rất sôi nổi. Anh từng đăng quang ngôi quán quân cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Đồng thời, anh còn giành giải thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng truyền cảm hứng do Hội đồng Báo chí bình chọn. Trung Kiên được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng thanh nhạc. Anh cũng đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai năm 2013. Nếu Lê Phương được biết đến nhiều ở mảng điện ảnh, thì Trung Kiên cũng sở hữu tài năng âm nhạc đáng kể. Tám điểm đặc biệt trong đám cưới lần 2 của Lê Phương. Đây đều là những đặc biệt đáng chú ý trong đám cưới lần thứ 2 của Lê Phương. Ngày 8 tháng 8 hôm qua, lễ cưới của nữ diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên đã diễn ra tại thành phố Trà Vinh. Đây là lần thứ hai Lê Phương lên xe hoa sau đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan từ năm 2015. Gần 2 năm yêu nhau, Lê Phương và Trung Kiên đã trải qua nhiều sóng gió vì khoảng cách tuổi tác cũng như sự hoài nghi tình cảm từ gia đình khán giả. Tuy nhiên đến cuối cùng, cặp đôi vẫn khẳng định tình cảm bền chặt khó tách rời để chính thức về chung một nhà trước sự ủng hộ chúc phúc từ khán giả, bạn bè và người thân. Lễ cưới tại nhà gái ở Trà Vinh ngày 8 tháng 8 hôm qua của cặp đôi cũng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Và điều đáng nói là lễ cưới này của Lê Phương Trung Kiên có rất nhiều điểm đặc biệt. Con trai Lê Phương quấn chặt mẹ suốt ngày cưới, bé Cà Pháo con trai Lê Phương cũng có mặt ở lễ cưới và không rời mẹ nửa bước. Theo như Lê Phương chia sẻ, bé Cà Pháo rất thân thiết với Trung Kiên vì cả hai có tính cách khá giống nhau, cho nên sự xuất hiện của bé tại lễ cưới là điều đương nhiên. Tuy nhiên chắc chắn chưa một đám cưới trong showbiz nào có hình ảnh con trai cô dâu lại quấn chặt mẹ suốt ngày cưới. Sự xuất hiện của bé Cà Pháo cũng khiến lễ cưới tại quê nhà Lê Phương thêm phần đặc biệt. Lê Phương không hề khóc trong ngày cưới. Nếu như nhiều sao nữ thường bật khóc vì hạnh phúc, xúc động trong ngày trọng đại, thì Lê Phương lại ngoại lệ. Trong suốt ngày cưới, nữ diễn viên không hề khóc mà luôn tươi cười thật tươi, rạng rỡ để thể hiện sự hạnh phúc. Đây cũng là chi tiết mà nhiều khán giả chú ý và đánh giá khá đặc biệt trong lễ cưới của Lê Phương Trung Kiên. Tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu rằng Lê Phương đã trải qua quá nhiều trắc trở tình cảm, nên khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, sẽ không có lý do gì khiến cô phải rơi nước mắt. Nữ diễn viên Ngân Khánh bay từ Singapore về tham dự. Trong dàn khách mời gồm nhiều sao Việt thân thiết với Lê Phương Trung Kiên, thì sự xuất hiện của Ngân Khánh chính là tâm điểm chú ý bởi nữ diễn viên đã ở ẩn khỏi showbiz được 2 năm dài để đi du học. Theo Ngân Khánh chia sẻ, vì cả hai đã là đôi bạn rất thân từ sau khi đóng chung bộ phim Tường Vi Cánh Mỏng, nên cô sẵn sàng về nước chung vui với Lê Phương. Được biết, để kịp giờ tham dự lễ cưới của Lê Phương, Ngân Khánh cùng một số nghệ sĩ khác đã sắp xếp công việc và đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Trà Vinh ngay trong đêm. Ngày chụp ảnh cưới chính là ngày kết hôn. Đây cũng là một chi tiết mà Lê Phương cũng phải thừa nhận rất đặc biệt và ngay bản thân cô lẫn Trung Kiên cũng không thể ngờ thành hiện thực. Cụ thể, theo tiết lộ từ Lê Phương, cũng vào ngày 8 tháng 8 năm 2016, cô và Trung Kiên đã cùng nhau đi chụp bộ ảnh cưới nhưng chưa hề có kế hoạch kết hôn.
Vậy nhưng, đúng ngày 8 tháng 8 2017, tức một năm sau, cặp đôi làm lễ cưới. Với lý giải của Lê Phương, có lẽ do gia đình hai bên đã chấp thuận đúng thời điểm, nên ngày trọng đại mới được diễn ra đặc biệt đến vậy. Hai lần tổ chức đám cưới cùng một địa điểm. Địa điểm tổ chức đám cưới của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan năm 2012 cũng chính là nơi diễn ra lễ cưới của cô với Trung Kiên 5 năm sau tại thành phố Trà Vinh. Ngày 12 tháng 3 2012, đám cưới Lê Phương Quách Ngọc Ngoan là một trong những sự kiện gây xôn xao tại thành phố Trà Vinh. Thì đến 8 tháng 8 2017, ngày trọng đại của nữ diễn viên Tường Vi Cánh Mỏng tiếp tục khiến khán giả quê nhà chú ý. Đám cưới của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan năm 2012 được tổ chức tại một nhà hàng ở thành phố Trà Vinh. Và đám cưới lần hai của Lê Phương Trung Kiên cũng được tổ chức ngay tại địa điểm này. Hai lần làm đám cưới không có sự xuất hiện của tình cũ Quý Bình. Mối quan hệ giữa Lê Phương và Quý Bình từ lâu đã làm tốn không ít giấy mật của báo chí. Trước khi Lê Phương kết hôn với Quách Ngọc Ngoan, cô đã từng nảy sinh tình cảm cùng Quý Bình. Cũng theo như lời tiết lộ từ Quý Bình trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, anh và Lê Phương đã có khoảng thời gian 8 năm yêu nhau. Từ sau khi Lê Phương kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, những thông tin liên quan đến chuyện nữ diễn viên nối lại tình xưa cùng Quý Bình xuất hiện dồn dập. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ vẫn mong chờ một kết thúc tốt đẹp cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, hy vọng ấy dường như lại không thành hiện thực, khi mà Lê Phương đã một lần khẳng định cô chỉ xem Quý Bình như tri kỷ. Đến nay, Lê Phương đã lên xe hoa lần hai cùng nam ca sĩ Trung Kiên và Quý Bình thì vẫn lẻ bóng. Đặc biệt hơn, dù có khoảng thời gian mặn nồng, thân thiết gần 10 năm, nhưng cả hai lần Lê Phương tổ chức đám cưới, Quý Bình đều không tham dự. Lê Phương lộ rõ vẻ hạnh phúc hơn hẳn trong đám cưới lần hai. Đám cưới với Quách Ngọc Ngoan ngày 12 tháng 3, 2012 dù rất hoành tráng, nhưng chỉ diễn ra trong không khí ấm cúng đúng nghi lễ. Còn với đám cưới lần hai vừa diễn ra, Lê Phương thể hiện rõ sự hạnh phúc hơn hẳn khi cô không ngại song ca với chú rể Trung Kiên trên sân khấu buổi tiệc. Thậm chí nữ diễn viên còn quậy tưng bừng cùng dàn nghệ sĩ trong tiệc cưới mà trước đó cô chưa hề thực hiện. Lê Phương đã có màn song ca cực ngọt ngào với ông xã Trung Kiên trong lễ cưới. Cô còn quậy nhiệt tình cùng các bạn bè nghệ sĩ ngay trên sân khấu của bữa tiệc. Màu trắng chủ đạo lễ cưới đã được thay đổi. Trong ngày trọng đại với Quách Ngọc Ngoan 5 năm trước, Lê Phương đã lựa chọn màu trắng để trang trí bữa tiệc vì đây là màu sắc mà cô yêu thích nhất. Tuy nhiên, với đám cưới lần hai, màu trắng mà Lê Phương yêu thích đã được thay thế bằng màu tím. Đám cưới của Lê Phương Quách Ngọc Ngoan được sử dụng màu trắng làm chủ đạo. Còn đám cưới lần hai với Trung Kiên, màu tím được sử dụng cho toàn bộ buổi tiệc. Từ chiếc áo dài mà Lê Phương Trung Kiên diện đến tông màu chủ đạo trong lễ cưới cũng đều màu tím toàn bộ. Điều này khiến nhiều người cho rằng trước có thể Lê Phương muốn hướng đến sự chung thủy trong đám cưới với tình trẻ Trung Kiên. Hành trình yêu đương như tiểu thuyết của Lê Phương và chồng trẻ. Lê Phương từng ly hôn và có con trai, nhưng chồng trẻ không bận tâm về điều đó. Sáng hôm qua ngày 8 tháng 8, nữ diễn viên Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên tổ chức lễ cưới ở quê nhà Trà Vinh. Chuyện tình của cả hai được ủng hộ từ công chúng. Lê Phương hạnh phúc rạng ngời khi lần thứ hai lên xe hoa. Nữ diễn viên 32 tuổi chọn người bạn đời kém mình 7 tuổi xuất phát từ tình cảm chân thành anh dành cho cô. Không ít lần người ta thấy Trung Kiên chăm sóc cho Lê Phương tận tình trong hậu trường. Anh luôn ân cần bên bạn gái những lúc cô đi diễn. Trung Kiên chẳng ngại chăm lo cho bạn gái từng chút, dù ở chốn đông người. Chuyện tình cảm của hai người được hé lộ vào tháng 7-2016. Lê Phương chuyển trạng thái trên trang cá nhân, đang hẹn hò sau 2 năm ly hôn với Quách Ngọc Ngoan. Trung Kiên kém bạn gái 7 tuổi, nhưng anh không e ngại chuyện chênh lệch tuổi tác. Hai người từng cùng nhau tham gia làm mẫu trong các sự kiện thời trang và trao nhau nụ hôn nồng cháy ngay trên sàn cắt quốc, điều mà không phải cặp đôi nào cũng dám làm. Những cử chỉ âu yếm Lê Phương nhận được từ bạn trai khiến nhiều cô gái phải phát ghen vì tình yêu ngọt ngào này. Khi đưa Lê Phương đi thử áo dài cưới, Trung Kiên cũng luôn dành cho cô những cử chỉ tràn ngập yêu thương. Có Trung Kiên là người đồng hành, Phương cảm thấy tự tin hơn. Anh ấy giống như một người thầy trong công việc của mình, nữ diễn viên tự hào chia sẻ. Lê Phương cho biết, điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất là được làm việc mình yêu thích cùng với người mình yêu thương. Hai người còn bị bắt gặp hôn nhau khi chờ ghi hình trong chương trình truyền hình. Trên sóng truyền hình, Trung Kiên ôm eo bạn gái rất tình tứ. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau thời gian hẹn hò và thuyết phục phía gia đình.
Tiệc cưới ngập tràn những nụ hôn của cô dâu và chú rể. Lê Phương cho hay cô rất vui khi bạn trai và con riêng hòa hợp với nhau. Cuộc hôn nhân lần thứ hai của Lê Phương được bạn bè người hâm mộ chúc mừng vì cô đã tìm được ý trung nhân yêu thương và không bận lòng về chuyện cô từng kết hôn hay có con.